Khi ai đó làm cho một đứa trẻ khó chịu thì bạn có thấy đứa trẻ đó nó có biết cách yêu thương chính nó chưa? Khi ai đó làm cho bạn khó chịu, bạn biết cách yêu thương chính bạn chưa? Khi ai đó bỏ rơi bạn, bạn có biết cách yêu thương chính mình không? Cho nên yêu thương chính mình nó đơn giản lắm á. Nó rất đơn giản đối với trẻ con. Bạn con làm con buồn, thế con đi kiếm cái gì vui con chơi, thế là con yêu thương chính con rồi. Con ngồi khóc, ủa sao con không yêu thương chính con đi? Đơn giản vô cùng. Cảm xúc nó đi theo chúng ta cả một cuộc đời. Mỗi một ngày chúng ta sống như vậy, cảm xúc nó sẽ đến rồi nó đi. Nhưng có những cái thứ cảm xúc mà mình không thể giải quyết được thì nó sẽ ở lại mãi. Nếu những cái cảm xúc ở lại là những cảm xúc tiêu cực, nó gây cái sự khó chịu cho mình, thì mình sẽ thấy là cuộc đời của mình nó bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Thì thông qua đó, thì mình mới quyết định mở một cái khóa là trí tuệ cảm xúc. Đây là một cái khái niệm mà có thể nói là nó khá là mới mẻ trong cái xã hội hiện đại bây giờ. Và khi mình đi nghiên cứu về giáo dục mầm non thì phải mất khoảng 3 năm như vậy. Thì năm 2008 thì lại quyết định lần này vợ mình lại dắt đứa con mình qua bên Mỹ cho nó học một trường mầm non của Mỹ. Thì như vậy mình mới vừa đi học, vừa bước chân vào trường mầm non của Mỹ để mà trở thành một người phụng sự. Thì lúc đó mới thấy được người ta làm giáo dục trẻ con như thế nào. Làm sao để mỗi đứa nhỏ khi nó lớn lên, ngay từ nhỏ nó đã hình thành được cái nhân cách một cách tự nhiên. Nhân cách một cách tự nhiên tức là phải hiểu trẻ con nó có một cái nguồn năng lượng là nó muốn trở thành một đứa nhỏ tốt, một đứa nhỏ đẹp. Tất cả những đứa nhỏ nào bên trong nó cũng có một cái tinh thần là con muốn trở thành một hình ảnh đẹp. Nhưng tại sao nó lại lớn lên có một cái xu hướng không đẹp? Thì mình tìm tới giáo dục của Krishnamurti. Thì ông là một người cổ suý cho một cái tinh thần giáo dục á, là chúng ta đừng có dạy trẻ con nhiều. Chúng ta cứ tạo một cái môi trường sống thiện lành. Cái môi trường sống càng thiện lành thì trẻ con đã sẽ phát triển cái sự thiện lành. Và ông nói trong con người chúng ta giống như cái hạt giống, nó hạt giống tốt và hạt giống không tốt. Thì chúng ta hãy tạo cái môi trường cho hạt cái giống tốt nó nảy nở. Vậy là giáo dục nó đơn giản nhẹ nhàng như vậy. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải chỉ cho trẻ con nó có một cái sức đề kháng. Đề kháng lại những cái mà nó không đẹp diễn ra trước mặt các con thì các con phải biết cần làm gì với nó. Giáo dục trẻ con nó có một điều rất là đặc biệt như sau. Chúng ta làm cho trẻ con nó hiểu ở đây là như thế là chúng ta thành công. Hãy gặp người lớn thì cúi chào, người lớn cũng cúi chào lại các con, thì các con thấy à, hóa ra cái thế giới này là như thế. Gặp người lớn là cúi chào, người lớn cũng chào lại mình. Rồi lời nói nó cũng đẹp, rồi hành vi nó cũng đẹp. Thì tất cả những cái đó nó hấp thu vào cái trí não của trẻ con một cách rất là tự nhiên. Rồi mỗi ngày á, mình cứ chơi vui với nó, mình làm cho nó hạnh phúc thì nó lại học rất là nhiều. Trong khi mình muốn nó học thì nó lại thấy cái chuyện học là cái gì rất là căng thẳng, rất là nặng nề. Trong khi mình tạo ra một cái môi trường thiện lành, con cứ sống cái tuổi thơ của con, nó hạnh phúc thì luôn luôn cái mình đưa cái gì đến cho con á, con tiếp nhận và con học rất là nhanh. Thì đó là cái cách hiện tại mình đi làm giáo dục, và mình đưa trí tuệ cảm xúc vào giáo dục theo cái hướng như vậy. Sau khi mình mở cái khóa trí tuệ cảm xúc thì mình phát hiện ra được là nhờ hiểu về trí tuệ cảm xúc thì rất nhiều người lại được chữa lành. Họ làm hòa được với quá khứ của họ. Họ có những cái chuyện bất như ý rất là lâu mà giữ trong tim họ, thì giờ họ buông xuống, họ sống một cuộc đời khác. Thì mình làm được cái việc này, mình thấy ở mỗi ngày mình thấy mình có ý nghĩa, mình thấy mình hạnh phúc. Dù con có cảm xúc gì đi nữa thì cái bước tiếp theo của con không có chối bỏ cảm xúc. Con biết con như thế đó, nhưng cái mà con cần làm là con bắt đầu du nhập một cái ý niệm yêu thương chính mình bằng hành vi thiện lành với chính mình.
đừng làm mình khó chịu thêm. À, hãy chọn những cái thứ mà làm cho mình dễ chịu. Khi trẻ có hành vi thiện lành với mình, trẻ có hành vi thiện lành với người khác, là tự khắc những cái điều tốt đẹp tự nó đến. Ước mơ của thầy là được về Ninh Bình. À. Làm sao mà hai con biết thì Minh thì Minh quên rồi. Gặp ở đâu nè? Gặp ở Tết Tư Trang. Gặp mấy lần? Gặp nhiều lần lắm. Một hai lần. Nhiều lần.